Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Tình yêu đạo lý do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thể hải với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả. Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Bài tình yêu, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1946. Tình yêu là đề tài sống động vô biên và cũng là nguồn sinh lực huyền diệu thúc đẩy con người vượt qua mọi gian lao thử thách trên đường hành đạo. phải có tình yêu đạo lý nồng nàn mới mang phật pháp ban giải cho người. tôi xuất thân là một sĩ quan trong quân đội việt nam cộng hòa vào thời chiến, là phi công hàng ngày nhận lãnh phi vụ nhào lộn trên chiến trường khốc liệt. trong những chuyến đi mây về gió trên bầu trời tràn ngập khói lửa, tôi không ngờ có một ngày nào đó mình mang phật pháp đi chuyển giao cho khắp bá tánh. Nguyên do cũng bởi tôi có thêm một nghề thứ hai là viết văn, viết báo. Một nghề phi công trong thời chiến đã là bận rộn rồi. Huống gì tôi phải vương mang thêm nghề thứ hai viết văn. Cái nghề buộc phải suy tư trằn chọc cả ngày lẫn đêm. Thôi thì tầm ăn lá dâu thì phải nhả tơ. Suốt thời binh lửa, tôi hai vai gánh nặng vừa nghiệp võ vừa nghiệp văn. Có lắm lúc máy bay tôi bị trúng đạn súng ạc của chiến binh du kích và rồi cũng có khi tôi bị chấn thương nặng bởi bom pháo đài bay B-52 của Mỹ ở rừng sâu trong chiến khu giờ Tôi đã lỡ chấp nhận số phận mình là người lang thang qua chiến tranh. Tôi có mặt cả hai bên chiến tuyến trong cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam. Nhà thơ Thanh Thảo viết quyền lang thang qua chiến tranh, nhưng Thanh Thảo lang thang qua chỉ có một chiến tuyến, còn tôi thì lang thang qua chiến tranh cả hai chiến tuyến. Chưa hết, sau này tôi lại mạo hiểm vượt biên bằng thuyền bao ngày lênh đênh trên đại dương dập rồi sóng gió không biết mình sẽ trôi giạt về đâu. Pháp, Đức, Mỹ, Ý, Úc, Diêm Vương, thật là trăm đắng ngàn cay, hiểm nguy như ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà nay tôi vẫn vui với Phật Pháp, tuổi đời đã ngoài tám mươi còn mài miệt khảo cứu bút tích biểu sơn kỳ hương. Cuối cùng tôi lang thang qua Phật Pháp, trường chay, thiền niệm Phật. Vào cuối thập niên tám mươi, tôi có dịp nghe đức cậu bẩn sĩ vô danh ứng khẩu thuyết pháp trong băng cắt xét. Ngài ứng khẩu thuyết ra văn thơ đạo lý với giọng ca hát thơ vẻ trầm bồng có sức truyền cảm đặc biệt. Xuất thân là người thiện nữ cư sĩ rốt viết không dành văn tự, đức cậu bẩn sĩ vô danh dụng thần thông ứng khẩu thuyết pháp thao thao bất tuyệt. Thuyết bằng nhiều giọng điệu khi ngâm thơ, khi hát hò, khi nói về lô tô, Tài ứng khẩu văn thơ đạo lý của một người rốt chữ như ngài đã thuyết phục gã nhà văn phi công như tôi. Từ đó tôi say mê nghe Pháp do ngài ứng khẩu thuyết. Và sau này tôi bắt đầu đánh máy rồi in thành sách từ những băng cassette mà ngài đã thuyết. Trong thời buổi khó khăn sau năm 1975, bất kể gian nguy bị lao tù, ngài dạy công lận lội du thuyết qua những nơi như rồng giềng, kinh đào, rạch giá, phú thuận, vàm cống, cả mau, Vũng Tàu, Cần Đức, kể từ thập niên 90 trở đi, tôi biên tập cho ra đời những quyển kinh sấm cứu nguy tận thế, quay về nguồn cội, tinh hoa đàn kinh, hòa đồng tôn giáo, sấm giảng đạo khùng, sấm giảng thất sơn, suy đời luận đạo. Muốn làm được việc in kinh sách như trên, tôi phải siêu tầm băng cassette do Đức Cậu Thuyết, rồi lắng tai nghe thật kỹ từng câu kinh kệ, và đánh máy. Cứ thế mà tôi say mê làm việc bất kể ngày đêm, bất kể cực nhọc. Trời cao không phụ người có tấm lòng thành. Bạn đạo khắp nơi hưởng ứng tích cực đóng góp tài vật in kinh. Khi tôi chuẩn bị quyên góp tiền để in 2.000 quyền suy đời luận đạo, cơ may bạn đạo Hữu Phước ở California liền hưởng ứng. Một mình Hữu Phước cũng nhường số tiền khá lớn là 6.000 đô Mỹ trang trải chi phí in ấn quyền suy đời luận đạo. Sáu ngàn đô cách này hơn hai mươi năm so với bây giờ trị giá rất lớn. Kê khó là tôi phải chịu cực ngồi suốt ngày, và ngồi cả ban đêm thức đến một hoặc hai giờ khuya, bấm nút mở máy cassette, nghe từng câu văn thơ do đức cầu thuyết, rồi đánh máy. Bằng cũ, sang ra nghe nhiều lần bị nhão, âm thanh nghe không rõ, có khi một câu mà tôi cứ phải mất công nghe đi nghe lại năm bảy lần. Gian nan lắm. Rồi có khi người đời rèm pha rằng ông Kỳ Vân ơi, Hơi đâu mà ông nghe một người rốt như đức cậu bần sĩ. Thời buổi văn minh khoa học hiện đại người ta chỉ tin ở những việc làm thực tiễn, tiền bạc tỷ tỷ, bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư. Nay nhân loại tận hưởng phương tiện văn minh tột đỉnh, thế giới đang tiến lên đại đồng hòa bình. Thằng Mỹ nó đã bỏ Việt Nam, nó rút quân chạy về bên nước nó lâu rồi, nó đã chán chê kế nước Việt Nam nghèo khổ lắm rồi. Vậy mà không hiểu tại sao ông Kỳ Vân cứ tin bẩn sĩ tiên tri Mỹ sẽ trở lại Việt Nam, quân Mỹ sẽ quay lại Đông Nam Á, Mỹ sẽ đóng vai tuồng diễn gánh hát Bình Dương, thế chiến ba sắp bùng nổ. Toàn là tiên tri chuyện bệnh hoạn hoang tưởng. Đó là kể chuyện đời xưa trước năm 2000. Bây giờ thì Đức Cậu Bẩn Sĩ cũng vẫn tiếp tục sứ mạng ứng khẩu thuyết pháp trên đường du phương hành đảo Cửu Long, Núi Cấm, Núi Tà Lơn, Lan Thiên, Mã Lai, Singapore trung quốc, úc, tiếng nói của ngài được thâu âm vào máy, đặc biệt ở úc tại thiền tịnh biểu sơn sydney, ngài ứng khẩu thuyết thu hình nhiều dĩa dvd, và ngoài phong cách ứng khẩu thâu vào máy ghi âm hay ghi hình, đôi khi đức cậu bần sĩ ngồi chậm rãi ứng khẩu đọc sấm giảng cho đệ tử ghi chép rồi in thành sách như quyển đường về tả lơn, thiên lan khảo bút, nhiều đồng đạo đã chịu cực góp công ghi chép và chuyển bài vở về thiền tịnh biểu sơn sydney để kết thành tập ấn hành thành tựu ấn hành sách kinh xuất phát từ tình yêu đạo lý, những người đệ tử nguyện thực hiện tình yêu vô tận như Đức Thầy đã thuyết. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu chăn chứa trên hoàn vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụ sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình dường như thể hải với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả. Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh, miền Đông, năm 1946. Một thiếu nữ ở Sài Gòn thầm yêu Đức Thầy Huỳnh giáo chủ trong khi ngài còn lẫn tránh vì thời thế lâm nguy. Thấy vậy Thầy viết ba bài thi tình yêu trên đề cảnh tỉnh cô ấy. Đức Thầy đã ra đi, và để lại cho đệ tử nguồn tình yêu quý báu vô cùng. Nhưng than ôi, thầy khổ đau rớt nước mắt khi phải hạ bút viết những dòng tiên tri thật là bi thương thơ sướng ớ ớ hàng nga dám hỏi đon cớ sao khi khuyết lại khi tròn ba mươi mùng một đi đâu vắng nay về hỏi đặng mấy thằng con thơ họa cõi thế nhìn ta gọi tiếng đon phàm nhơn chẳng rõ nói eo tròn hoàn cầu luân chuyển nên mở mắt tháng cuối rồi qua cũng một con Thơ hằng Nga do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ở Làng Nhơn Nghĩa ngày 14 tháng 6 năm 1940. Bài thơ sướng, cụm từ hằng Nga ám chỉ thầy tái sanh mượn xác nữ hằng Nga. Bài thơ họa, chữ ta ám chỉ hồn linh của Ngài là Phật Thầy. Thơ sướng và họa ngụ ý rằng Ngài có đệ tử đông, nhưng khi Ngài trở lại tìm con đạo, vì nghịch cảnh và cũng vì thử lòng đệ tử, Ngài mượn xác nữ để phá chấp tướng chấp danh do vậy phần đông đệ tử xa lánh ngài. Câu sướng hỏi, nay về hỏi đặng mấy thằng con. Và câu hỏa đáp, tháng cuối rồi qua cũng một con. Đúng là, thầy có đệ tử đông, ngày thầy trở lại xuồng vông không đầy. Trò mộng tưởng thầy về với hình tướng nam oai phong lẫm liệt, ngồi bệ vệ trên ngôi vị cao sang. Chớ trò nào ngờ thầy về tướng nữ rốt nát viết không dành văn tự. Tưởng rằng cậu ở lầu son. Con tìm gặp cậu thon von châu mày tưởng rằng cậu ở lầu đài, ai rẻ cậu tợ ăn mày tả tơi, tưởng rằng cậu ở ngôi trời. Xác thân đẹp đẽ tuyệt vời xa xa, ai ngờ như quỷ như ma. Nói đây đồng đạo cả nhà mến thương, tưởng rằng cậu ở tòa trương, đầu ngờ cậu lại phơi xương biển hồ. Đức cậu bần sĩ vô danh thuyết thập niên 80, Phật Di Lạc dáng Thế Trang 119, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống 1998. Phải chăng chỉ có tình yêu đạo lý cao cả mới vượt qua bao thử thách gian nan, như Đức Thầy đã từng thổ lộ trong bài thơ tình yêu? Ta đã đa mang một hối tình, dường như thệ hải với Sơn Minh, tình yêu mà chẳng riêng ai cả. Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Vì sao Chúa phải chịu đóng đinh? Vì yêu nhân loại Chúa hy sinh, treo thân quần quại trên thập giá, cứu rỗi nhân loài bởi nặng tình, nặng tình thương chúng cõi hồng trần, Chúa nguyện cúng dường trọn tấm thân. Mặc dòng máu chảy trời rớt lệ, ngàn năm nhân loại mãi bâng khuâng. Chúa đã ra đi vì yêu người, một mình gánh khổ khắp nơi nơi, đắng cay Chúa nguyện đành cam chịu, gieo sâu bác ái tận muôn đời. Chúa hẹn dậu này Chúa trở về, trong cảnh nhân loài cõi trần mê, khi bom nguyên tử dung trời đất, tang thương chết chóc khắp tư bể. Chúa cứu loài người khỏi diệt vong, phép linh Chúa giải khắp đại đồng. Cứu hiền trừ ác theo thiên luật, lưới trời không sót một mảy lông. Sydney, ngày 25 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân. Mị Châu ơi hỡi Mị Châu! Mê chi thằng chệt để sầu cho cha, sấm dạng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ thuyết trên đường khuyến nông từ miền Tây về Sài Gòn tháng 6 năm Ất Dậu 1945. Mỹ tàu khán khít tâm giao. Nixon hăm hở cùng mau tâm tình, cả hai quấn quýt bóng hình. Miệng cười tay bắt lung linh tuyệt vời. Đô la công nghệ bao đời. Mỹ trao tàu tóm vốn lời tình yêu, mối tình tàu Mỹ mỹ miều. Tình yêu ấp ủ nâng niu tháng ngày, chớ chiêu con tạo thầy lay. Có không không có khôi hài hóa công. Phù dung nở mãi hay không? Hay là sớm nở chiều mong héo tàn, tình yêu tàu Mỹ tình tang. Tình đầu giang dở dở giang ai hoài. Đảo điên giành rực rằn dài. Tàu mưu đuổi Mỹ khỏi ngoài biển Đông. Tàu mộng thay chủ nhân ông. Đứng đầu trùm cả trần hồng thế gian. Mỹ phá thế trận tàu man. Mỹ tàu đấu chiến muôn ngàn thây phơi. Máy bay hỏa tiễn dập trời. Thủy lôi tàu lặn tơi bời đấu tranh. Đấu tranh tranh đấu rực rảnh. Khiến cho trái đất tan tành tiêu diêu than ôi kết quả tình yêu. Mỹ tàu tàu Mỹ Mỹ miều cũng san, luật trời kim cổ chứa chan. Có không không có gian nan hồng trần, nay còn mai mất xoay vần, thay nhau lên xuống quan dân đồng đều. Mỹ châu trọng thủy vì yêu, cả hai cùng chết tiêu điều tang thương. Ngày nay tàu Mỹ trung đường, tình yêu tan vỡ hỏa vương tận đời. Sydney, ngày 25 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân nhâm tí 72 Mỹ gặp tàu. Duyên số tơ hồng cuốn quýt nhau, mối tình say đắm bao năm tháng, cuối cùng kết quả sẽ ra sao? Kỳ dậu 29 họ bái bay. Phản bội hận thù mãi dằn dai. Thể chẳng sống chung trong trời đất, một còn một mất cói trần ai. Trích thơ kỳ vân cư sĩ. Sydney, ngày 25 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Sau đây là bài thơ. Tình chung và tình riêng Do thanh chân cư sĩ khảo bút Xưa kia ta chỉ tình chung Cha trời mẹ đất sống cùng với nhau Anh em một giọt máu đào Yêu thương đùm bọc biết bao vui vậy Mẹ cha dạy bảo gái trai Các con chung một bảo thai mẹ hiền Bây giờ mẹ phải về tiên Các con ở lại thường xuyên vâng lời Để sau sẽ được cha trời Cho về cung ngọc hưởng đời vinh hoa ngày qua rồi lại ngày qua. Con dần tập tánh quỷ ma hư hèn, rồi theo cái thứ tình riêng. Tình trung quên mất tổ tiên không màng, tình riêng là thứ điếm đảng, rượu trẻ trụy lạc mê man ái tình. Tình riêng là quỷ ác tinh, rượt rành ganh ghét sát sinh muôn loài, tình riêng là kẻ dại ngây. Chỉ nghe theo thứ tà tây ngông cuồng, tình riêng đổi vợ bán chồng thỏa cơn dục vọng chẳng lòng thủy chung, tình riêng chẳng biết hiếu chung. Mua quan bán chức bất tùng nghĩa nhân, tình riêng như thứ ruồi lằn. Chớ trêu cửa miệng không chân thật lời, tình riêng lứ bố hổ ngươi, Điêu thuyền mê hoặc vậy thời giết trà, tình riêng bùi kiệm không xa. Lừa thầy phản bạn rồi ra thứ gì, tình riêng vua trụ còn ghi. Hà mê tiểu sắc việc chi cũng làm, nghe theo đắc kỷ bắt giam trung thần giết chết quan tham lại chừa. Tình riêng chỉ biết a dua Theo đời vật chất xe xua sắc màu, tình riêng ích kỷ hùng hào. Gây ra giặc giã máu đào thê lương, tình riêng nếu hiểu tận tường. Sống thì tai họa chết vương ngục tỷ. Tình riêng cực đỉnh một khi, thì đời tận diệt vậy thì ai ơi, bây giờ đang đến mọi nơi. Hoàn cầu sẽ bị đổi rời gớm ghê. Từ đây cho đến năm dê, bán buôn không được ủ ê đói nghèo, chiến tranh rồi sẽ đi theo. Đánh nhau tơi tả Á Âu kinh hoàng, dịch ôn xuất hiện tràn lan. Giết gì cả xóm cả làng vắng tanh. Đời nay như sợi chỉ mảnh. Mau tu đừng có rực rảnh uổng công. Trở về cuộc sống đại đồng. Tình riêng nên bỏ mà tổng tình chung, tình chung đức mẹ chỉ cung. Thơ đồng theo mẹ phải dùng thanh tâm, tình chung Phật mẫu quan âm giúp người nghèo khổ dáng tầm kệ kinh, tình trung ngọc đế phân minh, làm lành lánh giữ vẹn gìn đạo gia, tình trung phật tổ thích ca, phải buông đời tục bước qua niết bàn tình trung phật tổ tây phang, ăn chay niệm phật không màng thua hơn, tình trung thầy tổ bửu sơn, hiếu trung phải vẹn nghĩa nhơn phải đền, ai ai cũng có tình riêng, nghĩ suy nguy hại bỏ liền không theo, tình trung thì cứ mang đeo, vì tình tiên Phật trong veo sáng ngời. Tình chung là hợp đất trời. Qua cơn sàng lọc khi đời tận tiêu, được về long hội đời nghiêu, thái bình an lạc mỹ miều người ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Illinois, ngày 24 tháng 12 năm 2023, Thanh Trơn cư sĩ. Thanh Trơn cư sĩ nguyên là tín đồ Phật giáo hòa hảo ở Mỹ tiểu bang Illinois. Sau khi đọc bài biên khảo Tình yêu đạo lý bạn Đạo Thanh trơn cảm để diễn cả bài thơ trên đây và gửi cho kỳ vân cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.